quý vị và các bạn tưởng ngoạn sản phẩm mới của những sản phẩm mới nhất của Tết năm nay Xuân Nhâm Dần 2022 của Trung tâm Nghệ thuật Siêu Nam Duy Đình IDT. Quý bạn yêu thích hãy đăng ký kênh cho Trung tâm Nghệ thuật Siêu Nam Duyên ở đây và bấm nút chuông thông báo để nhận thông báo những video mới nhất về những video quay về những sản phẩm nghệ thuật như là tranh trên dầu, tranh tường 3D, tiểu cảnh non bộ bể cá và những sản phẩm về bể cá koi do Trung tâm Nghệ thuật Siêu Nam thực hiện, hoặc là những sản phẩm về âm nhạc cover chống drum, live stream trực tiếp những sản phẩm, những live show ca nhạc do Genie T đảm nhiệm vai trò nhạc công. Các bạn có thể giải trí với âm nhạc tại đây. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Trung tâm Nghệ thuật Siêu Nam Genie T nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip của chúng tôi. Đem lại quý vị các bạn trong những sản phẩm nghệ thuật mới nhất tại Trung tâm Nghệ thuật Siêu Nam Duy Đình ở đây và những video clip lần sau. Xin cảm ơn quý vị các bạn và chúc các bạn một năm mới Xuân Nhâm Dần 2022 vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, đạt được nhiều phúc lộc tài lộc thành công, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, ma đáo thành công, công việc thành công thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Chào quý vị và các bạn.